Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã thông tin về sự việc hàng chục thanh thiếu niên tụ tập sử dụng phương tiện mô tô trái phép tại huyện Vị Xuyên vào ngày 2 tháng 9. Vụ việc đã được lực lượng công an huyện Vị Xuyên ngăn chặn kịp thời và quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tận gốc để không tái diễn sự việc này. Cụ thể, vào sáng ngày 2 tháng 9, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên sử dụng mô tô tập trung đông người tại khu vực xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Công an huyện Vị Xuyên đã tạm giữ 26 xe mô tô và 30 đối tượng. Một số đối tượng đã bỏ chạy. Đa số nhóm người này là các thanh thiếu niên độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Đồng Văn, Yên Minh, tỉnh Hà Giang và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Qua làm việc, các thanh thiếu niên trên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Bản thân cháu bị các bạn rủ dê ra xã Phú Linh, Hồ Nong để tập trung dán xe các chú cảnh sát. Nhắc nhở thì cháu thấy hành vi đấy là sai. Cháu ký cam kết với các chú, cháu sẽ chấp hành đúng luật an toàn giao thông đường bộ. Sau khi tôi được công an mời lên làm việc thì bản thân tôi nhận thấy là những cái hành vi mà con tôi vi phạm đấy là sai. Nhưng mà đến lúc về thì tôi sẽ quản lý con chặt chẽ hơn. Vụ việc trên chỉ là một trong bốn vụ việc gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy được công an giao thông trên toàn tỉnh phát hiện, ngăn chặn kịp thời từ đầu năm đến nay. Các nhóm đối tượng thường tập trung tại những tuyến trục đường giáp danh, các địa điểm vắng người qua lại. Đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và cả đối tượng dưới 15 tuổi. Cơ quan công an đã tiến hành xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, tạm giữ phương tiện và báo về gia đình, chính quyền địa phương. Trong quá trình kiểm xử lý thì chúng tôi quán triệt được tinh thần là sẽ kiểm tra xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với bất cứ một ai. Và khi những đối tượng chưa đủ tuổi để điều khiển xe cũng như là chúng tôi đều sẽ mời phụ huynh đến để cùng biện pháp giáo dục, khuyến cáo như người dân là phải chủ động quản lý con em mình. Đặc biệt là không giao xe cho những thanh thiếu niên chưa đủ độ tuổi. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua các phương tiện truyền thông tại các cơ sở giáo dục cho đối tượng học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, nếu chỉ có lực lượng công an thì chưa đủ, mà phải có sự chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự quản lý chặt chẽ của mỗi gia đình, nhà trường thì mới có thể ngăn chặn từ sớm từ xa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật, để giữ gìn bình yên cho các tuyến phố trong mỗi ngôi nhà.